Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Thưa các anh chị, thì nếu mà nói tuổi đời kinh doanh thì tôi chắc được chừng hơn 10 năm thôi. Sau bao nhiêu năm thì giảng viên mình đi học ở nước ngoài, thì sẵn có chú Thành ở đây thì con em xin phép nói một cái điều gì nữa. Trong khủng hoảng, doanh nghiệp nào mà chết ngay đó là họ phạm vào một trong hai, họ phạm cả hai. Một là giảm ăn vô đạo đức, hai là giảm ăn thiếu chuyên nghiệp. Còn nếu mà ai phạm một thì có thể nó giảm đi, còn nếu mà ai có vừa đạo đức mà vừa chuyên nghiệp thì có ảnh hưởng không? Dạ có, nhưng mà sức ảnh hưởng nó sẽ chậm hơn. Cái đó là cái mà tôi chưa chia sẻ. Nếu mà có anh chị nào có, thì với cách đó thì hiện nay Bi Con được 2.000 cán bộ nhân viên, với tổng đầu tư hiện nay chủ yếu là văn phòng cho thuê, bất động sản, khách sạn. Thì nếu mà so với TTC thì đâu có chức năng, nó còn tương đối nhỏ, nhưng mà nó khoảng mấy chục ngàn tỷ đó. Thì hiện nay thì Bi Con vẫn diễn ra bình thường. Thì câu hỏi chị đặt ra là tại sao? Thì đầu tiên mà tôi chia sẻ với chị là yếu tố đầu tiên khi mở công ty ra, thì tôi đã xác định trong tâm niệm của Bi Con là làm việc phải chuyên nghiệp ngay từ đầu. Tức khi mở công ty ra thì chúng tôi đã có sổ tay và ở đó có tất cả các quy định và văn hóa, các quy định như thế nào. Thì cái chữ Bi trong Bi Con, nó xin phép chị xin giải thích rõ cái chữ Bi. Chữ Bi trong Bi Con nó không có viết tắt của chữ gì hết, nó là một thông điệp, nó bao gồm ba chữ: Begin, Be và Best. Begin là gì? Mỗi con người ta khi sinh ra đời đó thì đều có một cái nguồn gốc của mình. Nếu mà anh chị sinh ra đời trong một cái gia đình mà tốt từ gen, từ văn hóa, từ nền tảng, thì có nghĩa là anh đã begin tốt. Thì công ty mà nếu mà có một cái định hướng rõ ràng, một cái mục tiêu rõ ràng, một cái xác định, một cái bài bản rõ ràng, thì đó là khởi đầu nó được tốt. Rồi bây giờ con người ta nhỏ đẻ ra trong gia đình thì người ta phải sao? Phải học hành chăm chỉ, phải làm việc chăm chỉ. Phía sau thành công là gì? Phải có bóng dáng của lao động chứ không có bóng dáng của gì cả. Nên là khi mà làm việc như thế thì cái chữ thứ hai nó là chữ Bi, có nghĩa là con ong. Con ong nó có một đặc tính là làm việc chăm chỉ, ngày cũng như đêm, ngày gió cũng như ngày mưa bão. Rồi nó làm việc có trật tự và hết mình á. Thì tất cả những gì ở Bi Con là cũng như thế, làm việc rất hết mình, rất chăm chỉ. Rồi nếu mà chúng ta có khởi tạo một cách rõ ràng, minh bạch, chúng ta làm việc cách chăm chỉ, chúng ta làm việc cách có đạo đức, chúng ta tuân thủ pháp luật, rồi thì xác suất mà chúng ta để tiến tới chữ best, tức là chữ tốt, nó sẽ nhiều. Và với cái thiết kế đó thì tôi xây dựng Bi Con hiện nay hoàn toàn theo cái đó, tức là đầu tiên thì chúng ta phải làm việc chuyên nghiệp. Tất cả những cái gì của Bi Con thì phải chuyên nghiệp. Ví dụ như ở Bi Con có những cái đặc điểm sau đây mà nó thực ra nó chỉ là lẻ thải ở đời thôi, nhưng mà mọi người nó là đặc biệt. Bi Con, nhân viên của Bi Con không được uống cà phê và đi nhậu với các thầu phụ và lộ đội, không được ngồi bên ngoài. Nếu mà muốn gặp thì mời về công ty, ở công ty có cà phê, không được phép. Vì bất cứ lý do gì, cái đó là cái mà cái điều đặc biệt của Bi Con. Cái thứ hai của Bi Con nữa là gì? Khi mà anh đã hứa với người ta cái gì rồi thì cái này chú Thành hồi nãy chú nói hứa trả tiền ngày đó thì phải trả, nhưng mà nó đâu có hoàn hảo như vậy các anh chị. Hứa trả nhưng mà ngày đó thì ở tiền không có thì mình phải làm gì? Dạ, mình phải điện thoại xin lỗi họ và hẹn một ngày nào đó để trả. Chứ còn nếu mà hứa ngày đó mà không có và mình im lặng nữa thì chữ tính nó sẽ không có. Nên giữ chữ tính khó lắm chị, giữ chữ tính là khó lắm. Nên là trong quá trình kinh doanh thì chữ tính là cái thứ mà nói thì dễ mà làm thì khó nhất. Thì cái đó là cái hội tụ những cái đó và cái cuối cùng của Bi Con thì học. Bi Con một cái điều là các anh chị thấy là tất cả những diễn giả, những ai nổi tiếng ở Việt Nam tôi đều mời tới Bi Con dạy cho nhân viên. Và bản thân những cán bộ như tôi là một tháng phải dạy ít nhất 2 buổi cho nhân viên, và dàn kế cận là tuần nào cũng phải dạy cho nhân viên. Và dạy không phải là dạy không, mà dạy là phải thi là phải. Nếu ai thi rớt thì phải học cái nào. Chứ không phải là anh muốn tới học và anh hiểu báo cáo là học, ông học và phải thi. Thì cái cập nhật, cái thứ hai học bên ngoài thì Bi Con hàng quý là sẽ gửi cán bộ để học ở bên ngoài, như các trường như là bay, các trường
các nơi, và cái cuối cùng Phi Công gửi đi đào tạo ở nước ngoài. Thì hàng năm Phi Công sẽ gửi cán bộ mình đi nước ngoài học. Ví dụ có tổng giám đốc có thể đi 2-3 tháng ngồi ở bệnh viện nghiên cứu của thật giải đáp một vấn đề nào đó. Thì với những cái yếu tố đó thì hiện nay thì Phi Công giả thưa trong cái tình huống khó khăn như chú Thành nói nãy, có khó và có khó, nhưng mà cái mức độ nó cũng tương đối, và chúng tôi đang cố gắng để vượt qua bằng những cái mới của mình, bằng những cách làm mới của mình, và làm sao mà đi phù hợp với xu thế của thị trường. Thì đó là xin trả lời cái chuyện câu đó, xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn thầy. Và một câu hỏi nữa của anh.